9 tháng năm 2022, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện 84 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 54 vụ với số tiền xử phạt trên 1 tỷ 100 triệu đồng. Riêng trong tháng 9 đã phát hiện 13 vụ vi phạm, tăng 6 vụ so với tháng trước. Đáng chú ý, ngày 15 tháng 6 năm 2022, từ thông tin của phóng viên Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên, lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Văn Lâm và Ủy ban nhân dân xã Trưng Chắc phát hiện và lập biên bản xử lý đối với cơ sở sản xuất nhựa do bà Nguyễn Thị Hậu, thường trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, làm chủ qua điều tra xác minh, cơ sở trên đã thực hiện hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần. Với hành vi trên, giám đốc công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 56 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hậu.